Mai cập nhật xong có đánh răng được không? Mình không biết nữa. Chơi thử 4 đấu sĩ 5 thây ma hả? Có gì ngon? Rồi. Ai biết? Mẹ. The shadows are to be feared. Đóng luôn con gò với vọng âm đi. Ôi, ngon thế. Chơi cái bài của Lý này đi. Ba con ma sứ như biết biết đi, khỏe này. Có hai con kia rồi kìa, tiện quá. Cho 500 màn hình à? Ok ok, sao đây mẹ thấy off rồi, đang tính rủ. Đi đi mẹ chờ mãi cho thấy không, chơi mình chán quá off, chơi suốt mình cả sáng 5 tiếng đồng hồ. Mẹ theo sao thấy ở Việt Nam không thấy chi tiết tướng luôn ta. Ừ, quét không thấy chi tiết tướng. Có mỗi tộc hệ trong cái bảng. Ừ đúng rồi, con Riven. Thiết tướng đâu? Mở con... update cũng. Con Riven này nó phải búp lên tí, con Riven thì cảm giác nó yếu vãi lên đúng không? Cung gỗ hắc ám. Đó thử nuôi Warwick coi. Nuôi Warwick xem nó như nào. Nhưng mà vẫn phải có một cái nằm đầm bóng tối, một cái sợi đầy bóng tối không ạ? Ánh sáng hết, yếu hết rồi, vậy tôi vừa chơi thử, yếu hết rồi. Có một cái bóng tối là khỏe. Còn cái bóng tối gì? Thì ông xài cái nỏ sét nữa không? Xài nỏ sét giảm kháng phép nó đi. Không, là để cho nó trâu về cuối á, chứ không về cuối bị giấy. Cái khăn gì? Không, cái quyền trượng này trên sứ bóng khối ấy, để stack máu ấy. À, cho nó nhiều máu thì. Quyền trượng đại thiên sứ bóng tối. Ê chốc bây giờ bạn xài đồ giống như mình đang xài này. Nè cho nó cầm cái quyền trượng thiên thần này này thì nó chọc được nhiều máu. À ông định build cả Forgotten à? Định build cả suy vong à? Chắc vậy. Chứ đầu game mày build cái gì vậy? Lấy con ma sứ này vào đi. Cho một con này cái giáp. Chứ cái hệ tiên hắc ám này búp có được bao nhiêu đâu, có 50% mà. Ôi 60% rồi à? 60% mà 15% năng lượng tiêu hao nữa. Ulti lên nhanh á. Ờ 60% nhưng mà mana thì nó ít hơn. Nó quần què qua quốc này chắc khắc chế là lùn lắm này. Khắc chế với cái thằng ấy này. Mấy thằng hay liền. Tôi cũng bảo thế. Cái chém hình Helion. Cái bóng tối. Ui đi cuối. Cái bóng tối để làm gì? Để làm cái tăng máu tối đa hả?
Với hồi máu hả? Ừ, tăng máu, thế là tăng máu tối đa. Cũng có hồi máu mà. Thì lúc nó tăng máu thì là nó hồi luôn. Thì cái máu đó lấy rồi này. Đúng đấy. Mai Dũng rủ đua đấy, ba anh em mình đua luôn không? Chơi sáng. Mà chiều mới mình. Được. Siêu Wii. Siêu Wii có mẹ nó Wii. Ông bắt con Gragas thì kìa với cả con Soraka ấy. Thì tí ông sẽ có đấu sĩ với cả ông có cái thần sứ với cái tái tạo luôn. Với tôi chơi bài như thế được phết đấy. Đấu sĩ, thần sứ, tái tạo. Ừ đấy bây giờ ông thay đi, thay luôn đi. Bây giờ để làm gì đâu. Thay luôn kiểu đấy, thay con đấy với con kia luôn đi, bên luôn. Thôi kệ, để con ven lại đi từ từ. Chết mẹ nó cho rồi. Ừ may quá. Ôi mẹ nó nút luôn rồi. Nó còn say ẩn kìa. Chưa con vừa la nhỉ. Vlad làm gì? Tiên hắc ám ấy. Lơ Vlad chứ. À Lip Lăng chứ. Đây, có cái này đi. Xài tạm ba suy vong đi. Ừ, lại còn có một đồ bóng tối, chắc. Cái này chết được lúc đầu thôi nhỉ. Này mặn tí lúc đầu, chết tí yếu. Có nên đánh không? Có nên nuôi kiểu bạn này hết tên ăn rồi bạn ơi. Giờ bọn nó nuôi Liệp Lăng được lắm hay không? Liệp Lăng này nuôi được bạn. Liệp Lăng cầm hai nước mắt đi. Khó chịu với đường tuyến nước bóng tối. Ulti liên tục. Tôi thấy cái quyền trượng ấy, cái vọng âm bóng tối thì bà mẹ nó cứ tăng phần trăm tăng máu tối đa mất dậy nhở. Ulti lần là 300 máu tối đa rồi. Hơi khốn nạn nhỉ. Về nhiều thế. Ông chỉ có máu quick lại em nào. Né. Hết tơ là hết mà. Ý là thì nó tăng máu tối đa của cái round đấu đó thôi. Chắc không cần kẹp cái hệ này đâu. Có từ nữa. Ừ. À không, không cần kẹp tiên hắc ám đâu. Không ăn thua lắm. Bên ra nhiều ấy nhỉ. Ôi cung này. Kệ đi, roll đi. Thí dụ mà nó ra thì nuôi luôn. Đánh kẹp Morgana cũng được. Ừ, con Thresh nó giống như con Aatrox các bạn ạ. Nhưng mà nó đi CC được một con, nó lôi lại. Khó chịu á. À, cái bản này mà cái đại bác mới cùng cung phế nhờ. Mẹ thằng này chơi bẩn. Ghét với thông đạo nó đang bị lỗi bất tử. Lỗi gì bất tử? Đánh nó còn một máu nó không chết. Nhưng mà như tôi 6 chấm trở đi quý vị. Cứ đến tôi 6 chấm là cái thông đạo này bất tử, không biết được. Kì vậy? Kiểu gì cũng hoạt cờ. Hoặc là nó thắng. Thì tí mình cũng làm cái. Chứ hoài chết mẹ cho nó luôn, nói đùa chứ. Gì đây? BFB. Đéo thấy con kia đâu nhỉ? Làm rất tinh thần cho Morgana không ta? Hay để dành đồ cho Vayne ta.
Để dành đồ cho Vayne không ta? Có Soraka trước thì có cái thần sứ á, thì nó có cái silent tăng mana bọn nó luôn. Morgana thì có stun. Ừ. Cái thần sứ cũng được. Con Vayne này phải lên 3 à? Nó châu châu thôi. Cho nó cuồng đao hết kiếm cũng được. Giờ lượm thêm cái gậy cho nó cùng đao hết kiếm cũng được. Đánh Forgotten ấy. Đánh cái suy vong này cho nó cùng đao hết kiếm cũng được. Đánh 6 suy vong. Cũng có tí đam. Có tí đam tay nó hút máu được. Thằng đéo nó cũng ghét cái thông đạo hết. Bà nội nó. Ba cái mốt máu rồi kìa. Mà mẹ nó. Cái máu mày được giữ nhờ. Lỗi vãi đại. Ủa máu này thí dụ có con thần sứ nào xài kêu liên tục không ta? Ngoài con đấy. Cắt ma. Ừ, ngoài anh cắt ma ra. Thôi chắc đánh suy vong đi. Chắc đánh kiểu suy vong đi. Thiếu một con nữa. Chả còn có nào các ma thì nó có 10 mana không ăn thua. Chỉ cũng mấy cái đầu thôi, mấy cái sau có 10 mana đâu ăn thua đâu. À, ý là chơi bằng bọn chơi cái này này, cầm cái này này, cho tăng máu ơi. Thần sứ lại hồi máu lại, nhiều máu tối đa. Thì con các ma ok mà. Để có một lần 10 mana để có 30 máu chứ nhiều không? Về sau một lần nó có 10 mana thôi. Chà chết cụ mày luôn, bà mẹ 3 cái 5 máu rồi. Đánh hậu bố mày cái. Raven cung 3 tia được không? Mình thấy bình thường không nên. Ui, Diana gậy sao được nhặt ta? Giờ nhặt cái gì cho nó Warwick đi trời, nếu có gậy. Làm luôn cái... ZK hắc ám cho bé V không? Ngon rồi. ZK hắc ám. ZK hắc ám cùng cung rồi. Giờ băng để chắc bỏ nhá. Bỏ đúng không? Chơi bằng bài đúng không? Giờ chắc bỏ lên lăng thôi. Ừ, thì bán mấy con kia cũng được. Cung cho nó đi. Rune không ra Vayne nhiều thì... Rune không ra Vayne nhiều thì chơi kiểu á. Giờ xài tạo cho nó sai lần, sai lủng. À, còn biết to mà ra nhiều cũng ngon lắm ấy. Ghê nhở. Người kim thái đấy. Chết mẹ con Warwick rồi. Con lền leo nam gọi counter Warwick lắm nhá. Con lền leo na counter Warwick lắm. Con Zig cầm đồ thì kinh cực. Con Zig cầm cuồng đao là đủ kinh rồi. Cuồng đao giao điện. Giao điện này ngon mà, giảm kháng phép xong chọi cũng được. Ít quá nhở. Ít vô quá. Vết gần 3 này. Ôi kệ, cứ roll thôi. Hai đồ... hai đồ hắc ám rồi. Tầm 4 đồ hắc ám là ngon. Cái đồ kia là nó xuyên côn nhờ. Nó không phải là mất máu khởi đầu, nó là mất máu đi diễn luôn. Ma, về chết queo. Lĩnh hình tạp máu ấy. Chết mợ mày. Ulti vậy chưa chết nữa. Thôi thắng rồi.
Ấy. Đít mà. Khả năng vẫn thắng. Thắng. Ủa thì đâu chết luôn kìa. Thì yếu rồi ta. Mấy Warwick 2 hơi yếu. Lên Warwick 3 mình phải nhét tầm 6 con ấy vô. Con này nhiều thế. Một con Vayne nữa à? Đâu? À đúng rồi, một con Vayne. Giờ có bị ma. Có cái biến, có cái biến thằng ám kìa. Khăn kìa. Khăn này ám là biến suy vong à? Ừ. Thiếu con Vayne. Còn khăn kìa, không định làm khăn Vayne không? Không, không tính làm khăn. Làm thiết giáp được. Nếu mà không có gì ghép với thiết giáp được. Cho cả team cầm lên giáp cũng được. Tí kẹp con reo vô, tại con reo đi chung con này này. À, con reo ngon, con reo giống kiểu Sejuani. Thôi, lên của Quýt nó lên máu rồi. Rồi bạn, 3k6 máu rồi giết đi. Hồi trước con đây chốc ấy, mắt cầm cái này khốn nạn vãi. Bất tử. Tính làm cuồng đao. Cuồng đao cho Vayne này. Khăn vĩnh hằng. Cuồng đao hay là khăn vĩnh hằng ngon hơn nhỉ? Khăn vĩnh hằng thì nó giấy lắm. Khăn vĩnh hằng thì siêu giấy. Thôi cái làm khăn đi. Cái nhỏ đi mẹ. Mỗi thứ thiếu một tí cái nhỏ. Nó chưa 3 sao yếu quá. Mẹ bọ nổ. 3 thông đạo. Đây này, thằng này tí thế này, đấy, cái này tí đến 6 chấm là nó bất tử ấy. Ôi. Đôi xác kìa. The runes decide my path. Bỏ con Kata đi, đến có 6 con thôi mà. Đúng. Tốt đi. Con Victor là một nuôi được. Lên. Có lên luôn. Thôi cứ lên chết đi nhỉ. Xong ra này lên chết cái đi. Kệ mẹ Vayne đi. À thay Vayne vào đây chứ. Thay này vào đây chứ. Cho anh Hikari bị hút thuốc đánh đi. Con Vayne này cần cuồng đao nữa. Chắc tí ghép thiết giáp cho nó trâu. Không cần ghép cái suy vong đâu. Cho team được giáp đi. Có Rai thì kẹp kháng phép nó dễ rồi. Kẹp biển có kháng phép rồi. Ui bà mẹ ơi. Stun liên tục kìa, đơ luôn mà. Cái thú tượng này được cái gì đấy hả? Thú tượng cũng 18 giáp mới kháng phép. Thú tượng bóng tối thì hồi máu. Cảm giác nó quýt cái cạp yếu yếu kiểu gì. Chắc bó quýt nó phải cần thêm cái nỏ xét mới ngon. Ý, hai slot kìa. Kinh đấy, kinh đấy. Không được lấy đâu. Hai sợ. Ngay mồm này. Ngay mồm. Tao nhặt cơm. Nhặt.
Discord bạn chơi nhá. Hai slot. Sợ kẹt rồi không chơi thua thôi. Rồi roll tiếp, roll tẹp. Hai slot này đã được 9 suy vong ông ơi. 9 suy vong. Rồi bây giờ vứt cái này cho con Thread đi, nó cũng tính là một đồ hắc ám mà. Ít mỡ mày kẹp thiện xạ vào. Kẹp thêm. Rồi 6 suy vong cái đã, 6 suy vong trước cái đã. Được rồi right. Rồi. Kẹp tẹt bẹt lè nhè luôn. Thiết giáp này. Thiết giáp 2 sao này. Tí nữa. Cái địt mỡ mày lên đi đấy. Đục má, đi lay quá. Tí nữa kẹp reo, kẹp rụng vô. Rồi, ví dụ đi 3 phát là thấy cho bò đó. Đấy, bài đi chít đây. Cho cắn cả ngày. Rồi, tí lên chết kẹp con này với con reo vô nữa. Để lấy tí. Xong rồi kẹp biển, bí ổn vô nữa nhỉ. Thua mà trừ gấp đôi máu đó nha, mình biết, mình biết. Mẹ, ê mà không, mà tí nữa mà đã bị cái quái mới khốn nạn không rồi, biết bị quái gì khốn nạn không? Bất tử. Bị cái bất tử hòa cái thì đã thua gấp đôi. Mãi nồi ạ. Hơi cay đấy, quả đấy hơi cay đấy. Ba đồ bóng tối rồi, mắc off rồi. Bốn đồ. Bốn đồ. Ờ đấy, bốn là mắc off đúng rồi, đúng không? Bốn mắc off. Bây giờ lên chết 8, roll ra con Viago là được 9 con luôn. Thì ông chết 8 là ông 10 lót rồi. 9 con luôn. Giờ có gậy thì cùng đao, không thì cùng cung cho V. Ui, thua không? Sao thua được? Warwick thế kia sao thua? Chuyện chết hổ ấy, cái địch mạng. Có vụ đấy luôn hả? À, vẫn thắng. Giết họ luôn. Giết họ. Bây giờ đang có nỏ xét đấy, đang cái gậy. Ra hai gậy đi, làm cái nỏ xét với cái. Bình. Có giáp thiên nhiên. Có giáp thiên nhiên hai slot này. Mặn rồi. Giáp thiên nhiên này hai slot, nhưng mà bạn sẽ nhận thêm 100% đam nếu bạn thua. Thua nặng lắm đấy ông ơi. Tí nữa kẹp con gấu rồi các bạn ơi, lấy hai đấu sĩ. Rồi, cũng rất tinh thần nữa này. Diệt không? Một cái xe ke với một cái củng cung đi nhờ. Cho nó nhiều tốc đánh cho ven nhờ. Chứ chả có đồ gì vô ích hết. Một củng cung, một xe ke đi các bạn ơi. Hết rau chọn đồ rồi, đúng không? Dê ke cho mẹ Thread đi. Cùng cung ven đi. Dê ke Thread. Dư xăng. Giáp. Thật mẹ cho mày đi. Giờ lên chết thôi. Lên chết cả con biển vào trước này. Giờ lên kiếm reo. Bên này có nào đấy. Level 6 bằng chết 8 cay chưa. Đấm cho thọc lẹt các mẹ luôn. Không thể ghép hết kiếm cho Raven thôi, hết kiếm Raven cái gì nữa. Bên 3 thì dồn cho bên nó bắn. Hết kiếm Raven cái gì nữa bạn. Bây giờ Raven có vàng thì chỉ là kết hệ thôi. Vậy đi cho nó mẹ. Nhanh lên tiền. Thôi bu bu vào đây đi, mẹ con đây thì chết quá. Viego, Kata. Con áp lên là đéo cần hit tốc đánh đâu. Với Raven à, thì là 9 à. Thế ừ, thì bây giờ ốc 8 roll con Viego với con Raven là đủ rồi. Đúng rồi. Là
ghép được con thiện xạ với bí ẩn luôn, nó vẫn dư. Một là thiện xạ, hai là bí ẩn. Đây rác này. Kiret là có cả hai luôn. Đấy. Đánh rác kìa. Ôi vãi lên, lại hụt. Mắc nó ơi, ăn lên rồi. À, đau quá. Thiệt mẹ, 18 máu vãi nồi ạ. Hai con. Cái này mà có CC là nó thua à? Con rác này ăn CC là chết. Rác điêu hướng này thì được, nhưng mà ăn CC mệt lắm. Ăn CC toàn lắm mọi người. Ừ. Gì mà bây giờ bây giờ kia lên chết cái con reo vô cho Warwick tí giáp đi, ít giáp quá, làm tí thiết giáp đi, ba thiết giáp còn được mà sắc dùng. Giờ mới có bí ẩn, giờ lượm thêm Warwick cầm cái quyền năng khổng lồ cũng được. Cái gì Raven ba? Ôi vãi cứt. Thì phải đỏ chó thế. 5.3 Raven 3 phải đỏ chó thế. Chơi cái gì mới được Raven 3 thôi. Soraka 3 này. Đáng, đáng chát. Trong Dissandra nó chết rồi đấy. Phải nồi ạ. Một phát gặp bài Raven đi 26 máu thì buồn cười quá. Để cho ngố cái giáp tinh thần thì cũng vui ấy. Đây Raven đại bác kìa. Raven đại bác kìa. Bây giờ nó Raven 3 rồi. Mà đéo lúc con Raven này tí nó Raven ở đâu ra. Cái nỏ set này cũng được này. Thôi lục Raven đi. Lục Raven đi, kệ mẹ nó. Có cái nỏ set cũng ngon kìa. Đấy, gặp mấy thằng vút rồng mà chơi được, kệ nó vứt Raven. Nghe Raven 2 luôn kìa. Thằng nào? Đấy. Raven 2 đâu? Nó phe mà. À, phe à? Cái hù hoài. À... Bỏ cái này ra đi. Cho vô chạy chọi. Phụ tí đen. Vậy chứ Raven 1 là đam được nhiều rồi. Mẹ đánh đánh full suy vong là mắc nhiều đam. Mẹ lại gặp thật khốn nạn này nữa. Ô may mà vẫn đang thật. Ui má chết luôn kìa. Nghe bất tỉnh. Raven chơi. Raven chọn chết mẹ đó. Rồi này. Mày xạo lìn. Như nào mày? Như quá. Nào mày sắp chết rồi con ạ. Chính chưa chọn nó dậy á. Con mẹ nó tốn nhiều máu quá. Còn tạm lấy cái thiết giáp cho nó châu châu đây. Ngố thì chết quá. Rôn rồi kiếm Viego coi. Leo Viego coi. Kêu kìa. Kêu đi. Có tí kháng hiệu ứng cho con này đi. Cho Warwick nữa nhỉ. Cho Warwick tí kháng. Được không? Ừ, vậy đi. Cho Warwick tí kháng. 3 giây cũng được rồi. Ôi 4 giây là được rồi. 4 giây là ngon rồi. À, né được cái chán đầu tiên kìa. Cũng được. Móc vào đầu nó. Rồi cắn hết. Cắn hết đi. Đấy đi. Được chia đẹp rồi. Má thiếu một đồ vô ích. 10 chết rồi đấy. Đây tên này ra đồ thủ rất là đẹp. Chiếu. Chiếu cũng được. Cái thằng kia chết chưa? Thằng ba thông đạo nó còn 3 máu rồi, rồi xong rồi. Thằng nào đã 3 chết rồi à? À đây. Đây nè. Mình giết được nó hơi khó đâu ông ơi.
Tính ra thì con Raven 3 này nó cũng không đột biến nhiều đâu. Nó không giống như cái mùa 4 nó đột biến kinh khủng. Nó giống Talon. Talon cũng không có đột biến nhiều. Này nó chơi Owix luôn, lấy né luôn không ta? Nè đây nè, đây nè. Thiết giáp vào này. Ta rứt này. The heavens gone. Ba con kìa. Nó kêu nhiều thế. Nó cần con này rồi. Ôi trời ơi. Thiết giáp rồi, bỏ con này. Ui, hai sao này. Bỏ bị ẩn tạo đi. Thế bỏ con này đi cho con này vào để lấy kỵ sĩ. À mẹ Victor đi. Ê chết mẹ, muộn quá. Cái gì? Cái gì bắn yếu nhở? Ôi cũng mẹ anh đi luôn. Đi luôn rồi. Đi. Ui cũng mẹ. Đây con ba cũng mẹ. Rồi thằng này hòa không? Rồi thông đạo một máu rồi, chết mẹ mày đi. Lát được, hai thằng hòa chết cả đôi. Hai thằng hòa chết cả đôi, à, hai thằng rác chết luôn. Ôi dồi ôi, rác thì có cái để trị rác. Đâu, thằng kia rác rồi, thằng này còn chơi rác đâu. Thằng này là chết oan đấy chứ. Hai thằng luôn nè, mỗi thằng hai cái thông đạo này. À thế à? Bần đó chết cụ đi. Đang bẩn chó chết hết đi. Đi mà vầy luôn ba thiết giáp cho con kia nó trâu. Giờ kiếm con ấy thôi. Bắn con này đi. Ai vầy thì yếu quá nhỉ. À đó đó, áp vẫn còn trong mà. Raven hơi yếu thôi. Nhưng mà được cái Warwick nó trâu. Để đánh nhau với thằng giáp ông ơi. Để đánh nhau với thằng giáp cho nó dễ. Thầy chiếu được con này luôn, ngon. Chiếu bình quá. Bài này nam thì bắt đầu giáp. Ba thiết giáp rồi, con gấu cũng đỡ. Ui dồi ôi, đấm hơi lực. Đấm hơi lực đi luôn. Cấm cái đèo này đấm người ta cũng đau mà không. Đây, còn thằng này để ba thiết giáp là bình rồi. Để nguyên ba thiết giáp luôn. Nô Raven 2 đi nhờ. Kata 2 đéo cần luôn. Con Kata lên này lên 2 làm gì. Viego thì chưa có đây, con này thì cần. Thôi chắc tôi nghĩ là không đánh được 9 đâu. Không đánh 9 đâu, bán hai con này đi. Để ba thiết giáp đánh nhau cho dễ. Ray 2. Đây rồi. Úp mẹ con này đi. Đánh với thằng này thì ba thiết giáp thôi, làm gì nhiều. Là ta nam phí dịch ghê quá. Có con kinh đẹp thì có bí ẩn luôn. Ui dồi ôi, đấm thốn. À, ba thiết giáp thì bạn làm gì tớ. Thằng kia có hai Neko đang chờ đây. Rồi khăn vĩnh đã đao nhặt tranh của nó. Khăn vĩnh hằng này. Châu Owix nữa này. Tắt thần ngon hơn chứ. Đấy, khăn vĩnh hằng ngon hơn chứ. Khăn đi, chứ nó phải CC luôn. Giết nó kiểu gì. Chỉ có né nữa. Không có con kim rèn này nhỉ, cũng con gấu này. Đó. Bỏ gấu. Rồi, bí ẩn luôn rồi. Giờ rắc 2 thôi chứ là mẹ giờ mới ra Viego, ra cái bà bố này. Bọn này chơi con Diana tim băng ấy. AD mà mấy cái con carry mà không có khăn là thôi gặp cái tim băng đấy là mẹ ói luôn. Ui dồi, game hơi dễ các bạn ơi. Có quả giáp thiên nhiên này game hơi dễ nhá. Rồi đấm lên sàn luôn. Mẹ giáp gặp ba thiết giáp ấy hả? Cảm ơn Kenny Bùi nha. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha.
Nếu anh em muốn thử thách mình test tướng mới hoặc là build đội hình mới thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Sinh ra là trẻ trâu tinh nghịch, trẻ trâu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ trâu vô địch.